mưa ni chẳng hề muộn lại. Bố mẹ tưng tè cho bóng phai nâng khâu. Phù dệt phát dệt nó, phù bình bà bình như dệt ban khẩu lại trường chung toàn bờ mơ. Ai em muốn mi bao trang kín trang rô, bố mẹ trông măng bàn tay mi bao mơ khai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Còn ba mắng chắc lâu trong muôn tan trào, trong thua mía mơ như lù mi tàu to cạn. Tốn nà bó mẹ mưu ni bên phua bên mía, bấy ao nọng nơ hắc ao cằn nơ bên phua mía suốt trôi. Nâng khâu phù dệt phát dệt nó, phù bình bà bình như dệt ban khẩu lại trường chung toàn bờ mơ. Ai em muốn mi bao trang kín trang rô, bố mẹ trông măng bàn tay mi bờ mơ khăn. Khót cầu tám trông khay lúa bên lúa bờ em.
chú rể lại càng chung tình đẹp đôi. Thương ngây với chiếc đôi tôi, hôm nay hai bạn đã có đôi đẹp rồi. Một lời hai tiếng thủy chung, thủy chung chung vị sắc mà tình yêu đúng không cô hề. Với tôi quý vị từ đây có kính mến và tôi nói rằng là đôi ta như thể đôi chim, con đi đằng trước con biệt cù đằng sau. Đôi ta như thể con tầm, ăn cùng một lá lại nằm cùng một nòng. Đôi ta như thể con ong, con quấn con quýt con trâu con hoài. Và con trai ngồi đây thật lớn lên đi nào quý vị ơi. Vâng, quý vị thân thương và kính mến, và trước mặt toàn thể của Bích Thủy ngày hôm nay là chàng trai khôi ngô tuấn tú, đẹp trai thì không ai bằng, chắc chắn rồi là chú rể tuấn nổ đúng không cô bé. Vâng, bên cạnh đó cũng không ai kém phần là cô dâu Quỳnh Tơ xinh xắn và lộng lẫy trước toàn thể của Bích Thủy ngày hôm nay. Vâng ạ, và đôi bạn trẻ chúng ta luôn luôn hân hở những nụ cười để chào đón toàn thể của Bích Thủy hôm nay, bất chấp thời gian yêu thương trở về chung vui của đại gia đình. Và bên cạnh đó cũng không thể thiếu được những bậc làm cha, bậc làm mẹ, bậc làm anh, bậc làm chị sẽ lên sân khấu để ra mắt trước toàn thể của Bích Thủy, cũng như những lời sâu sâu, lời nhận dòng của cô bé. Và rất trân trọng kính chuyển lời mời tới anh chị của cô dâu, trân trọng kính mời anh là Cà Văn Toàn, chị là Vị Thị Vân sẽ lên sân khấu ra mắt cùng người em của mình. Trân trọng kính mời. Trân trọng kính chuyển lời mời tới bậc làm cha làm mẹ của chú rể bậc đấng sinh thành. Trân trọng kính mời bố mẹ của chú rể, bố là Lò Văn Long, mẹ là Lò Thị Sơn cũng sẽ lên sân khấu để nhận diện cùng người con của mình. Trân trọng kính mời. Và một tràng vỗ tay chào đón đại gia đình chúng ta đi nào quý vị ơi. Xin cô giáo ơi, xin mời em sẽ lấy tay của mình thắp lên vai của chú rể được không ạ? Rất là đẹp đúng không có mình? Dạ vâng, xin mời đại gia đình tôi lùi xuống phía dưới chú rể đi. Dạ vâng, kính thưa toàn thể, kính chào và kính mến. Và đã được hiện diện trước toàn thể của Bích Thủy cảnh hôm nay, vâng ạ, là cô dâu Quỳnh Thư, danh nhân của chú rể Tuấn Nổ đã được lên sân khấu để ra mắt trước tập thể của Bích Thủy rồi ạ. Vâng, và quý vị thân thương và kính mến, và chúng ta hãy hướng mắt của mình trở về với sân khấu để nhìn thấy cặp đôi yêu thương rạng ngời nhất, hạnh phúc nhất của ngày cùng ngày và năm 2023 đã được hiện diện trước tập thể của Bích Thủy rồi. Vâng, và hôm nay rất là vinh dự cho đại gia đình khi được nhìn thấy toàn thể của Bích Thủy trở về đây rất là đông đủ để chúc mừng trăm năm cho đôi trẻ ngày hôm nay. Vâng, để cảm ơn những lời sâu sắc nhất của mình, chân trọng kính mời cô dâu và chú rể nhân đại gia đình chúng ta hoan nghênh một cái quý đầu tuần sau. Chân trọng kính mời. Dạ vâng, quý vị thân yêu và kính mến, vẫn cần nói rằng là yêu và được yêu là một món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta đúng không quý vị? Yêu nhau chẳng ngại gần xa, xa xôi cách trở thì ta càng yêu nhau. Bây giờ thì chầu hỏi câu, chầu nam nhà mới cầu sành thế nào? Giữa là một câu xanh mà nhã mới chầu vào thế là tình anh với duyên nàng đẹp đôi đi cùng quý vị. Vâng, và quý vị thân yêu và kính mến, và chú rể Tuấn Nổ của chúng ta cũng như cô dâu Quỳnh Thư vẫn là trải qua một công tác tìm hiểu từ một cặp đôi bạn bè trở về với một tình yêu hạnh phúc của mình. Vâng, và hôm nay đây cũng một tiệc đã được minh chứng cho tình yêu đó, đã được minh chứng cho tình yêu của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Và hôm nay rất vinh dự cho đại gia đình, rất vinh dự cho đại gia đình của chúng tôi khi được nhìn thấy toàn thể của Bích Thủy chúng ta trở về đây rất là đông đủ. Vâng ạ, một niềm vinh dự đã được nhân đôi lên gấp trăm gấp vạn lần rồi quý vị ạ. Và mong sao chúng ta cùng tự nhiên thư thái và thoải mái dùng cơm uống rượu đi ạ. Xin đi nào cùng em, khi nào hãy nguôi tích cười lòng hỡi chơi lời của mi ít đời nào bìa thì không khổng chặt chứ con phủ tay lập hoa bà diện nặng phát liền ba chồng vậy mà trước mày hỡi chơi lời của mi và bao bảy chục đó các cặp là cùng em, khi nào hãy nguôi sẽ có tăng cao mới phải lời của mi nó mới chơi bị đổi xăng đổi phê bắp bảy chơi bị đổi sắt đổi cái bóng xìa chơi bị đổi của mi bóng mi thì là hại là cùng em, khi nào hãy nguôi. Dạ vâng, các vị thân thương và kính mến, và cũng là rằng là thời giây phút ở đây ban tổ chức tôi không để quý vị chờ thêm một giây phút nào nữa đi ạ.
Với các vị từ đường và kinh mến, có thể nói rằng là trăm năm trong cõi người ta, trai tài gái sắc thì khéo là chọn nhau, và chỉ tình yêu có chào câu. Cha mẹ dòm hỏi cưới nhau thì cũng phải chọn ngày đấy cô vị. Với ngày hôm nay đây, ngày 24 tháng 10 năm 2023, được sự nhất trí của chính quyền địa phương nơi sở tại, được sự nhất trí của hai bên gia đình, được sự đồng tình của cô dâu và chú rể, đại gia đình họ nhà cha chúng tôi long trọng tổ chức một đại lễ thành hôn cho chú rể Tuấn Đầu sánh diện cùng cô dâu Quỳnh Thư. Quỳnh Thư, Tuấn Đầu xin phép chính thức để bắt đầu một cuộc chào hỏi đại tiệc lớn đẹp trong quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, mình xin chào và kính mến và vừa rồi những chào vỗ tay nhiệt tình của tập thể quý quý cũng như những màn pháo nổ của ban tổ chức đã được nổi lên rồi, cũng được tượng trưng cho rằng buổi đại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ chúng ta đã được bắt đầu rồi quý vị ạ. Và mong sao chúng ta cùng tự nhiên thư thái và thoải mái dùng từ vũ điệu và cùng đem ra chiếc điện thoại iPhone, Nokia, Oppo, Samsung gì đấy, cùng quay lại khoảnh khắc đẹp mắt nhất của đôi bạn trẻ trong buổi sớm trưa ngày hôm nay. Vâng, quý vị thân yêu và kính mến, ta có thể nói rằng là cô dâu Quỳnh Thư của chúng ta đã được sinh ra và lớn lên từ vòng tay yêu thương của mẹ Tâm cũng như là bố Tinh đúng không ạ? Và chú rể Tuấn Đầu của chúng ta cũng đã được lớn lên và được yêu thương từ vòng tay của bố Long và mẹ Sơn, và hai bạn đã tìm hiểu nhau cùng chung về một mái nhà hạnh phúc. Và chú rể anh nói với cô dâu rằng là ước gì anh ấy được nàng để anh mua gạch bắt chàng về xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng dựa chân đứng cùng cô bé. Xin đi đâu cô bé, bên đầu là anh nuôi. Tôi không biết nó hơn cô bé. Mười nhân nói nhân lại hỏi con bé cửa cấy, hỏi lấy mẹ cửa mù, hỏi câu bú già kịp khẩu, xếp bì trong hề làng mà, xếp hạ bì nghe làng bé sử, lưu vào những xếp bát bì cùng chắc sống bên cầu, lưu vào trai xếp cầu bì nghe làng bé đê, hô cô này lại bì chắc ông cần diệt chủ, hô cô này lại bì chắc ông diệt báo tên sầu, diệt chủ chẳng biết con trào, diệt báo tên sầu chẳng biết con hen chắc là tàu phổng đành, chiếc bánh tật cầu phổng đón, chứ ai có đông sống phái bước trời đi lòng cô bé, vì đâu chú phủ lạnh cô thôi. Do vậy kính thưa quý vị, cha chồng và quốc tế, và lắng lẽ ra chúng ta sẽ được lắng nghe những lời ca tiếng ngọt của hai bên gia đình, phái đoàn họ nhà trai, phái đoàn họ nhà gái đúng không cô bé? Nhưng mà do rằng đại gia đình cũng nói với MC rằng là cô chỉ cho MC có những lời ca tiếng ngọt thay mặt cho cả hai bên, nói một hai ba câu để cảm ơn toàn thể quý vị quý ngày hôm nay ạ. Xin chào cô bé, quý đồng hải yên hôi trong ba cái hôm tới đây phong của già tản ai ho mi kỳ khót trong mắt mọi người tập phẩm các bạn áo cười các bạn nơi kỳ khót các ở lại phòng đẹp phía đồng hoa ma chúc mừng tới tiên đồng thân mà nơi phú già tản ai qua cây trắng ba bà chân tăng MC như sáng các MC chân nhau với mi kỳ khót tản mạ phú già tản ai nọ thân mà nơi luôn làm nơi ngờ hiệp không tay ho đã làm được cái hù là to lời mới đó sẽ đã làm được sự sốc để có thể mo để con để có thể lệ quân xin xin vào tặng nạ phú già tản ai có hàng hôm nay là một ngày rất là vui, một ngày rất là hạnh phúc của đại gia đình khi được nhìn thấy toàn thể quý vị quý, quý ông, quý bà, quý anh, quý chị, các bạn bè thân hữu gần xa. Chúng ta bắt chút thời gian yêu thương của mình, vâng ạ, những công việc một xã quê nhà của chúng ta cũng không là quản ngại chi một công việc thật là xa, hàng trăm, hàng nghìn km trở về đây. Chúc vui, chúc mừng trăm năm cho đôi bạn trẻ. Thì cũng không có gì hơn xin cảm ơn toàn thể quý khách quý và một lời kính chúc cho toàn thể quý khách quý ngày hôm nay sẽ luôn luôn dồi dào sức khỏe, công tác tốt trong một lĩnh vực của mình và luôn luôn thành công và đạt được thành tích trong những công việc liên quan và luôn luôn gặt hái nhiều thành quả hơn. Tiền thì vào cửa trước, vàng lại giữ cửa sau, hai thứ đập vào nhau, tiền lọt vào nhất sắc quý vị nha. Và xin chúc toàn thể quý khách quý chúng ta sẽ dùng một bữa cơm thật là ngon miệng và có những gì thiếu sót bên đại gia đình mong sao chúng ta cùng hết sức thông cảm ạ. Xin đến bà mẹ bên đồng hải huê đô lá nơi cái thứ sáu tháng nào phú già tận nay xin đây là cảm ơn bà mẹ bên đồng chú phủ lại cô thao mà đi ông con bảy bìa mang cả ma mang tiền là hay bữa bài bữa khoai lại tổ của bà điên bà mất thấy đắp nước đông xử lý điều kiện mà chúc mừng mọi người tối thân nhân và mở mi sàng
thiếu sót tây hương bà mẹ chúc phụ lại cô thao ở gần hết sức cộng cảm ở tiếng ăn nọ xin cái sót chúc hưởng bà mẹ khi nào hỏi mau và dân tiền bạc các bất đứng chờ bán dân quà tước đứng chờ hồ với mấy chủ lâm mấy chủ phủ chờ lì với mấy làm mấy làm phủ mẹ phát ngăn hù dân sang lầy cây sẽ mất tên ta phu khẩu ta hở mới lại lại bào phu ma hở mới lại lại quả lâm chơ lẹt sơn à lẹt pha mặt hạt gạt tất bà đến đây bà mẹ khi nào hỏi em có đây vâng, kính thưa quý vị, trân trọng và kính mến và vừa rồi cũng là lời cảm ơn và những lời chúc tới toàn thể quý vị ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ đến với những món quà ý nghĩa của đại gia đình, những món quà vun lấp thêm tình cảm của đại gia đình, bậc làm cha làm mẹ, bậc làm anh làm chị, bậc làm em của đại gia đình ngày hôm nay, được không ạ? Và từ ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với món quà thật là ý nghĩa của người mẹ của chú rể ạ. Trân trọng kính mời bố mẹ của chú rể sẽ có những món quà trao tặng cho người con của mình. Trân trọng kính mời. Xin mừng quý thưa quý vị, quý trân trọng và quý mến, và cũng là thật là món quà thì tuy nhỏ nhưng mà sáng tỏ nhấm lòng con. Xin chúc cho hai con của bố mẹ sẽ luôn luôn hạnh phúc tràn đầy niềm vui và luôn luôn hiếu thảo với đại gia đình và sẽ có những mái ấm gia đình thật là hạnh phúc. Chúc cho hai con sẽ những đứa con sinh ra những đứa con thật là cấu hình, trai thì tài, gái thì sắc, con đàn cháu đống để ông bà bố mẹ được đồng vào thế gian của quý vị. Và một trai một chàng vỗ tay tân đông nhiên để đón ta món quà từ người mẹ được đông đầu quý vị. Xin mời các bạn cùng đi vui. Chúng tôi phủ bằng cái bà sơn lồ, lùa tuôn. Cái này hỏi cô mẹ được cái, hỏi lấy mẹ được bố đây. Chúng tôi đâu phải lấy phủ bao. Anh nhớ bình sào, nhớ bình phẳng, anh nhớ bình phẳng, chắc bình khỏe đầu. Ta chúc hỏi sầu lồ ở đêm, lâu chơi hoặc bay nhỏ cằn, lâu chơi hoặc ở đêm, đi lùi làn, thử dám, nhỏ pháo, anh ta đến đây đến đây. Vâng, và cảm ơn món quà của mẹ. Và chúc gì cũng nói với mẹ rằng mẹ ơi, từ nay con sẽ luôn luôn hướng về đại gia đình của chúng ta để vun đắp mái ấm gia đình càng ngày càng hạnh phúc, được không ạ? Vâng, và ngay bây giờ trân trọng kính mời gia đình Bắc Xuân Hồng cũng sẽ có những món quà lên trao tặng cho người cháu của mình, và xin trân trọng kính chuyển lời mời tới Bắc Xuân Hồng đi ạ. Xin mời một tràng vỗ tay tận nồng nhiệt chào đón đại gia đình của chúng ta lên trao quà được không quý vị? Xin mời quý vị thân thiện và kính mến. Con có thể nói rằng là những món quà của đại gia đình luôn luôn vun đắp tình cảm yêu thương của bố mẹ, những bậc làm cha, bậc làm mẹ, bậc làm bác, bậc làm bà, đúng không ạ? Vâng, và tất cả kính mời Bác Xuân Hồng đi ạ. Sẵn lại bằng trăm cái cuộc chân. Coi em đứng. Vâng, và quý vị thân yêu và kính mến. Xin mời các bạn bây giờ hỏi ngôi tôi xin lỗi xin lỗi lời hiến bảo hoa không có bố tâm sám phấn đầu xin mời 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 xin quán ngày hôm nay nhé, tôi
chân. Còn người em cũng nói với anh rằng là anh ơi, ngày nào vẫn còn bé nhỏ, luôn đùa chia vui, cùng nhau dắt trâu về nhà. Hôm nay anh đã được cùng thôi, và kiếm được một tấm vờ thật là tất ý. Em cũng không có gì hơn món quà thì tuy nhỏ, sáng tỏ tấm lòng son. Chúc cho tình cảm anh em luôn luôn bền chặt, luôn luôn bền vững được cơ hội. Và một chào mừng đến với đồng nghiệp trong những cuộc sống người đồng chân chúng ta đi nào. Dạ vâng, một người em đã làm những công việc trở thành thành công to lớn. Và hôm nay có những món quà thật ý nghĩa để chào tặng cho người anh muốn nhận là người chỉ giao của mình, được không các vị? Và bây giờ mới là món quà ý nghĩa nhất của đời hai bạn, quý vị ạ. Và trân trọng kính mời hai em sẽ bước lên một tấm tình yêu của mình, được không ạ? Vâng, xin mời cô sau sẽ quay 30 năm bậc 7 và thứ rể sẽ quay 37 đầu năm, được không ạ? Tức là hai em sẽ quay mặt vào nhau, được không ạ? Quay mặt vào nhau đi ạ. Xin mời hai em sẽ quay mặt vào nhau, được không ạ? Vâng ạ, bây giờ quý vị đã hiểu được vấn đề gì chưa ạ? Xin mời chú rể sẽ từ từ quỳ một đầu gối của mình xuống, được không ạ? Vâng ạ, xin mời chú rể ạ. Đấy là hành động mạnh mẽ em ạ, không phải sợ ạ. Bảo ấy, đam cho mình ngò co cho xin nhé. Dạ vâng, chân chào, xin mời cô giáo đến xích vào thật gần đi ạ. Vâng ạ, nắm tay em thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hai ta cùng bên nhau trở về một mái nhà. Thưa quý vị, xin mời chú rể sẽ sở một chiếc nhẫn tình yêu của mình ra, được không ạ? Vâng ạ, nhẫn tuy không phải kim cương, nhưng nó có chứa tình thương dạt dào. Em yêu anh lắm phải không nào, đưa tay anh đeo nhẫn vào cho em, đúng không quý vị? Vâng, và ngay bây giờ trân trọng kính mời chú rể sẽ đeo chiếc nhẫn của mình và món tay đã bớt của cô dâu. Vâng ạ, và một màn đeo nhẫn thật ý nghĩa và một chào vấn đề nào quý vị ơi. Vâng, và một chiếc nhẫn cưới không có điểm đầu cũng không có điểm cuối, và sẽ luôn luôn đi cùng hai bạn đến suốt cuộc đời của mình. Và bây giờ xin mời cô giáo dùng chiếc nhẫn còn lại đeo lại cho chú rể đi ạ. Vâng ạ. Và thiết mến và màn đeo nhẫn đã. Vâng, xin mời cô giáo sẽ đeo vào chiếc nhẫn nào cần bằng tay sát hút của chủ đề đi ạ. Dạ vâng ạ. Phải ăn được hết rồi. Dạ vâng, thưa quý vị, chào và thiết mến và màn đeo nhẫn rất là hay và rất ý nghĩa của đại gia đình đã được trao tặng cho cô giáo và chủ đề rồi, đúng không quý vị? iPhone, Nokia, Oppo, Samsung gì đấy. Vâng, xin mời hai em sẽ trở về vị trí cũ đi ạ, cô ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, quý chồng và quý mến, và khoảnh khắc tiếp tục. Trân trọng kính mời chú rể đi ạ. Và con sau, sẽ tay trong tay trở về với thắp bánh tình yêu mà ban tổ chức đã dành tặng cho hai bạn, được không ạ? Dạ vâng, trân trọng kính mời chú rể đi ạ. Và con dâu đi ạ, tay trong tay trở về thắp bánh tình yêu mà ban tổ chức đã dành tặng cho hai bạn đi ạ. Dạ vâng, xin mời chú rể sẽ thắp lên ngọn nến tình yêu của đôi mình. Trân trọng kính mời đi ạ. Chiếc nhẫn và chiếc bánh tình yêu của đôi bạn trẻ luôn luôn đựng chứa những vị ngọt của mình. Vâng, xin mời chú rể sẽ cầm chiếc dao cắt bánh lên, được không ạ? Dạ vâng, xin mời cô dâu và chú rể lại tay trong tay cắt chiếc bánh tình yêu của mình. Vâng ạ, và xin mời cô dâu chú rể từ từ ạ, anh đã cho đâu. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ cắt 3 đường bánh tình yêu của mình, được không ạ? Và xin mời đi ạ, đường bánh đầu tiên đi ạ, đường bánh thứ nhất của mình, được không ạ? Đường bánh thứ nhất là xin cảm ơn bố mẹ đã sinh thành ra hai con để hai con trở về một mái nhà. Vâng, và đường bánh thứ hai đi ạ, xin mời đi ạ,
đường bánh tươi. Cảm ơn em đã đến bên anh và cảm ơn anh đã đến bên em. Hai ta ước nguyện về làm con một nhà. Xin mời hai em lại cắt đường bánh thứ ba được không ạ? Cắt đường bánh thứ ba được không ạ? Chúc cho hai em từ nay sẽ có đứa con thật là cấu kỉnh, trai thì tài, gái thì sắt, được ông bà bọc vào bế ra được không ạ? Từ từ ạ, chưa gì em đã bỏ ra xuống rồi, anh đã bảo sao đâu. Vâng ạ, xin mời chú rể sẽ dùng hành động đẹp mắt nhất của mình, dùng lấy một ít bánh từ chiếc bánh ngọt của mình cho cô dâu của mình thưởng thức vị ngọt tình yêu của mình được không ạ? Trân trọng kính mời chú rể đi ạ. Vâng ạ, vị ngọt tình yêu đậm đà của chú rể luôn luôn nồng nhiệt cho người vợ của mình thưởng thức đúng không ạ? Trân trọng kính mời đi ạ. Vâng ạ, trân trọng kính mời đi ạ. Và cô dâu ơi, xin mời cô dâu sẽ nếm trải vị ngọt tình yêu của chú rể thế nào? Xin mời đi ạ. Vâng ạ. Vâng ạ, sẽ là ngọt ngào để có quý vị hoàn trả bên đây nào. Vâng ạ, bây giờ xin mời cô dâu lại dùng hành động đẹp mắt nhất của mình, lại dùng một ít bánh kem ngọt cho chú rể chúng ta thưởng thức được không ạ? Trân trọng kính mời cô dâu đi ạ. Dạ vâng, một hành động thật là đẹp mắt của đời bạn trẻ đúng không ạ? Nếm trải vị ngọt của tình yêu của mình đúng không ạ? Vâng, bây giờ xin mời anh em lại trở về thắp bánh, thắp bì xìu tình yêu mà ban tổ chức đã dành tặng cho anh em ạ. Phải sang lời cặp kẻ nào cặp hai bó đều không ta phải bao đấy. Dạ vâng, xin mời chú rể đi ạ. Sẽ dùng hành động đẹp mắt của mình khui chai rượu xong bánh của ban tổ chức được không ạ? Dạ vâng, chiếc gông của nắp chai chắc chắn rồi là chiếc gông bảo vệ người vợ của mình từ vòng tay yêu thương của bố mẹ đúng không ạ? Nhưng mà làm sao chú rể sẽ lấy được người vợ của mình từ về vòng tay của mình thì chú rể phải tháo chiếc gông tình yêu này ra được không ạ? Vâng, bây giờ xin mời chú rể được sắp thân mạnh ạ. Chú rể ngày hôm nay rất là thuận rồi, có vẻ như là bên nhà gái là cũng đã thuận rồi đây. Vâng, chân chào kính mời chú rể sử dụng ngón tay của mình cạnh nắp chai lên được không ạ? Một, hai, ba, xin mời nào. Vâng ạ, chưa đi được ạ, xin mời chú rể lại sắp thân mạnh lên được không ạ? Vâng ạ. Dạ vâng ạ, sắp được rồi chú rể, cố lên đi ạ. Vâng ạ, nào, một, hai, ba, tiếng mời lên chào bên đây nào quý vị ơi. Dạ vâng, bây giờ xin mời cô dâu rể tay trong tay, tay trong tay, sắp đến thắp đi rượu tình yêu của mình, chân trọng kính mời đi ạ. Dạ vâng, và giọt rượu màu hồng sắp được tuôn chảy trên thắp đi rượu tình yêu của đôi bạn trẻ rồi. Rất tượng trưng cho rằng sắc máu của hai bạn đã cùng chạy vào một nhịp đập rồi ạ. Vâng, và từ nay anh sẽ là dòng sông để em là biển cả, anh sẽ là gió lồng để em là bay bay, anh sẽ là nắng mai để em là hoa đào, anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời đúng không quý vị? Xin mời chúng tôi lại khui chai rượu hai của chương trình đi ạ. Dạ vâng, lần này chắc chắn là sẽ ok hơn đúng không ạ? Dạ vâng, kính thưa tất cả quý vị khán giả và quý vị và đôi bạn trẻ chúng ta, ngày nào thì vẫn như lửa đang nhen như trăng mới mọc thì như đèn mới kêu đúng không quý vị? Và từ nay qua cơn lũ lao, cây trong cành cứu hồi về một cội, nước ngàn sông cứu hồi một dòng, giàu ai lấy đời tiền trưng, lòng sông Hà Nội duyên anh với nàng, xuống mây thì để đón trăng vàng, giang tay thì để đón nàng về với anh. Thế rồi áo tím áo xanh, hôm nay em đã gọi làm chồng đúng không quý vị? Xin mời chúng ta lại cạnh đám trai lên được không ạ? Xin được của mẹ mình đồng ở những quê, trái đi anh Tuấn anh Trang bà sẵn lòng thử, lòng mà lòng ơi, anh lại đầu điều anh Trang của nam, lòng phải sẵn anh Trang công thà, kia sẵn là hưu anh Trang nhận bó sòn, kia sẵn tiền bài bữa sẽ ôm, coi sẵn là hai dịp phở sẽ cửa đồng này nơ. Đối với ngay bây giờ xin mời cô dâu và chú rể lại tay chân tay rót vào những lì rượu của mình, mời đến bậc làm cha làm mẹ của đứng sinh thành của mình ạ. Vâng, quý vị đại đường và quý mẹ cũng nói rằng là công cha thì như núi Thái Sơn, nghe mẹ như nước trong vườn chảy ra, và một lòng thì thừa mẹ kính cha, cho tròn trí hiếu thì mới là đạo con đúng không quý vị? Xin được phục mẹ phi đồng ải hoa, công hòa điện sơ lán quốc sùng, cùng em điện sơ lán quốc sản về nhớ, hai bên kể đến lòng phung mông của quân đại đê, cho những cuộc phở chơi chết đồng nay, chát tình cười chơi chết đồng ủ, cảm phúc đẹp cảm ơn phục mẹ ải em ốc tiệt, anh em chỉ lưu ải o em xỉ cho phục mẹ phi đồng ải hoa đê. Vâng, bây giờ xin mời
chú rể sẽ có những ly rượu mời đến anh chị của cô dâu, còn cô dâu sẽ có những ly rượu mời tới bố mẹ của chú rể, được không ạ? Khi nào chú phụ lại cố đấy, cái nào mà cho trời đâu ạ? Người nhân nạn lắm rồi kìa đi. Không cần còn nhớ chén nào, còn ảo tình nhớ chén này lỗ xuống là xem đi. Chầm bà tê lẩu ghé theo bảo là chén này bay đâu, các bạn bắt buồn xem ạ. Không không cần nào chén lẩu, vô tên ban tổ chức. 1, 2, 3 rô, 2, 3 rô, 2, 3 uống, 2, 3. Chúc mừng hạnh phúc được không quý vị? Đồng ý không ạ? Có đồng ý không nào? Có thì giờ chén rượu của mình lên được không ạ? Tay đâu, tay đâu. Nó cần mến là lá lắm chứ bà, xuyên với chén lẩu đi. Nó cần mến ơ, bà chúng ta đi cùng hơi được không ạ? Mời đại gia đình sẽ đặt cái ly rượu của mình xuống phía bàn tiệc của mình. Dạ vâng, và xin mời hai bên gia đình. Vâng ạ, thưa gia và thông gia, chúng ta sẽ có những lời bắt tay yêu thương để gắn kết lại tình thông gia. Mình kéo sân tóc chặt, xin mời đi ạ. Dạ vâng, và ngay bây giờ đây xin mời bên gia đình chúng ta sẽ cùng xuống bên dưới để từng bàn tiệc để mời những vị khách yêu thương của mình. Và xin mời cô giáo và các thầy sinh án lại sân khấu một chút ít ạ. Dạ vâng, mời quý vị đại diện và quý mến. Vâng, xin mời cô giáo sẽ khoác lên vai, khoác lên tay của các thầy đi ạ. Vâng ạ. Ai bàn cho bà ba năm mới này, lớp chết không kèm đâu cả. Vâng, mời quý vị đại diện và quý mến. Như chúng ta thấy, có thấy chú rể của chúng ta có đẹp trai không ạ? Có đẹp trai quý vị ơi! Rất là đẹp trai đúng không quý vị? Khôi ngô, tuấn tú, không ai đẹp bằng. Và con dâu chúng ta có xinh gái không ạ? Rất là xinh xắn, nhỏ nhắn, lại có phần nét na, mà chỉ được ví như một người xinh nhất của xã Yên Hưng quý vị ạ. Mà đồn rằng con dâu của chúng ta ở xã Yên Hưng, nàng nổi tiếng khắp thôn trên xóm dưới, nàng nổi tiếng nàng ở nét na. Và đồn rằng có ba anh ở tít thứ xa đem trông vàng ngọc đến hỏi nàng, nhưng mà nàng cũng không yêu quý vị ạ. Ví dụ như anh Hà quê ở Bạc Liêu, có làm giám đốc tiền tiêu dài dài. Anh Thu chủ một tiệm vàng, tiền tiêu của người đàn Mỹ đầu đài huy nga, mà nàng rằng rằng chẳng tiếc xa hoa. Tiền tài địa vị chẳng qua là thường, mà nhắc đến chú rể tuấn lộ chúng ta cũng không yếu phần nữa quý vị. Đẹp trai độc lập bao cầu mộng lấy mình. Ví dụ như cô Hoa quê ở Ninh Bình, Á Khôi cấp tỉnh đấy quý vị ạ. Nhưng yêu chàng cũng chẳng xong. Cô Bích thì có ở miền trong, cô Lo miền ngược, cô Son miền ngoài. Mà ngoài thì ngoài tiếp tiếp tận Quảng Ninh, còn rất là nhiều cô sinh, nghề y cũng có, mà giáo viên thì cũng rất là nhiều. Hai bạn này gặp nhau trong một buổi chiều, nhìn nhau trong ánh mắt xà xê. Hôm nay anh đã phải lòng em rồi, cùng nhau về nhà làm vợ chồng từ nay đến quảng bình. Nghề nghiệp tôi cũng nghe sóng đồng anh Hùa ở đấy. Dạ vâng, và quý vị thân yêu và quý mến, chúng ta sẽ hỏi cô dâu và chú rể một đôi ba câu được không ạ? Thắm bao cửa đôi chơi bảo bảo mẹ mình đang hỏi ơi. Hay mà ta nhân trai được về bao giờ sẽ có, thắm bao giờ sẽ có nọ. Chứ lại à, sao mà chứ? Hay thắm bao giờ? Bao giờ tới? Chứ đi lại anh Tuấn trên phủ được không? Hay cha có anh Tuấn này? Có thả hai đến đâu đấy? Còn mẹ bên nào với tay hơn không biết mà đi mà chung phúc hợp sống lòng đấy. Hay cái nào là con mẹ bên nào chứ chứng giám. Còn lòng là chẳng thảm lòng để chân lòng cha có phố ấy à. Vâng ạ, và con sao chúng ta trả lời là có đúng không các vị? Vâng ạ, và rất cảm ơn những lời ca ngọt ngào của em đã trả lời thật là ý nghĩa đúng không các vị? Hay thảm cười hoa nọ. Rồi tay hoa thảm băm tay xin mãi xem nọ. Khởi ác đấy chơi đi lại nọ thứ mà diễn biết được quá nào cả ấy.
Thôi chứ học mía ấy à? Học ế à, học nòi à? Ế to rồi đấy. Xuất chùa cho tên. Xuất chùa đây cô chào để xem bài xưa tổ bơ cho rồi cơ đây. Xong bài để lời nói. Lời nói tại hiện thực, xin mời chú rể sẽ dùng hai ly rượu lên được không ạ? Xin mời chú rể. Xin mời chú rể đi ạ. Xin mời xin đưa cho người vợ, tức là con dâu của chúng ta, của bạn một ly rượu. Và xin mời hai em xin quay mặt với nhau đi ạ. Sẵn sàng chẳng cả đoàn đến nghĩ của mía nữa chứ nào hai cái thứ má xin lên ạ. Có kẻ cũng của mía thôi. Xin mời hai em sẽ khoác tay lên nhau được không ạ? Và các vị chúng ta sẽ cùng hô được không ạ? Hô từ 1 đến 3 thì xin mời hai em sẽ có ly rượu tình yêu của mình được không ơi? Được không nào? Xin mời xem đang làm kiểu khẩu nó nào. Quý vị ơi, 1 3 xin mời tôi bắt chào bắt tay từ lời đi nào quý vị ơi. Dạ vâng, và ngay bây giờ xin mời em hãy đặt ly rượu yêu thương của mình xuống phía dưới đi ạ. Và ngay bây giờ xin chúc cho hai em luôn luôn trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phù thủy từ đây diễn thắm bát kỳ, trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay. Chúc là sáu lòng lên thơ hát cặp tàu hôm nay, bánh cặp tàu hôm đó, mỹ tinh thần trai tràn thành cặp và bạn thế đây đây. Và ngay bây giờ xin mời hai em sẽ dùng ly rượu yêu thương của mình xuống từng bàn tiệc để mời những vị khách yêu thương của mình hôm nay đến đây để chúc vui cùng đại gia đình trân trọng. Kính mời hai em đi ạ.